Chào mừng các bạn đã trở lại với bản tin dự báo giá heo hơi của kênh Netmedia CCTV. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi ngày mai ngày 1 tháng 9 năm 2020 được dự báo tăng trở lại tại miền Trung và miền Nam do dịch tả heo châu Phi và bệnh lở mồm long móng đã và đang bùng phát. Còn hôm nay 31 tháng 8 năm 2020, giá heo hơi được ghi nhận tiếp tục lao dốc ở phía Bắc nhưng đà giảm ở khu vực miền Trung và miền Nam đã chậm lại. Theo ghi nhận của báo VTV, tả heo châu Phi và bệnh lở mồm long móng đã và đang bùng phát trên địa bàn các xã Đắc La, Đắc Ui, Ngọc Quang thuộc huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. 5 hộ chăn nuôi ở xã Đắc La, huyện Đắc Hà bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi khi buộc phải tiêu hủy hàng trăm con heo bệnh. Điều đáng nói là phần lớn số heo thịt chuẩn bị xuất chuồng và heo nái sắp đẻ của hai gia đình đã bị bệnh. Một số heo con mặc dù đã được cách ly nhưng khó tránh khỏi dịch bệnh, đàn heo bị dịch nên mỗi gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Hiện các ổ dịch trên địa bàn tỉnh đều chưa qua 21 ngày. Tiếp theo bản tin là dự báo giá heo hơi ba miền ngày mai 1 tháng 9 năm 2020. Ở thị trường heo hơi miền Bắc, giá heo hơi được dự báo chững lại, giá heo cao nhất với 81.000 đồng 1kg tại Bắc Giang, thấp nhất với giá 76.000 đồng 1kg tại Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động quanh mốc từ 78.000 đồng đến 79.000 đồng 1kg. Giá heo hơi ở miền Trung và Tây Nguyên ngày mai được dự báo tăng trở lại, giá heo tăng 2.000 đồng lên mức 82.000 đồng 1kg tại Đắk Lắk. Khả năng tăng nhẹ 1.000 đồng lên mức 81.000 đồng 1kg tại Bình Thuận, Bình Định và Nam Định. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 78.000 đồng đến 82.000 đồng 1kg. Ở thị trường heo hơi miền Nam, tại Đồng Nai, khả năng tăng 2.000 đồng lên 84.000 đồng 1kg. Giá heo tại Bạc Liêu và Vĩnh Long cũng tăng 2.000 đồng lên 80.000 đồng 1kg. Các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi chủ yếu dao động quanh mức 81.000 đồng đến 83.000 đồng 1kg. Phần cuối của bản tin, mời các bạn xem bản giá heo hơi dự báo cho ngày mai, ngày 1 tháng 9 năm 2020 trên 50 tỉnh thành của cả nước. Ở Thái Bình được dự báo sẽ giảm 1.000 đồng 1kg, Nam Định giảm 1.000 đồng 1kg, Thanh Hóa, Nghệ An tăng 2.000 đồng 1kg, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng tăng 1.000 đồng 1kg, Đồng Nai tăng 2.000 đồng 1kg, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương giảm 1.000 đồng 1kg, ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An tăng 1.000 đồng 1kg, Bạc Liêu tăng 2.000 đồng 1kg, Vĩnh Long tăng 2.000 đồng 1kg, Đồng Tháp và Tây Ninh tăng 1.000 đồng 1kg. Các tỉnh thành còn lại được dự báo giữ nguyên giá so với ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là tình hình heo hơi hôm nay và bảng giá heo hơi dự báo cho ngày mai do kênh Netmedia CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin thị trường vào ngày mai.